6 tháng đầu năm 2024, Hội Nông dân huyện Vũ Quang đã xây dựng mới 12 mô hình phát triển kinh tế. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất, mô hình nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi và giống cây, con, phân bón. Nên 6 tháng đầu năm 2024, Hội Nông dân huyện Vũ Quang đã xây dựng mới 12 mô hình phát triển kinh tế, bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao, như mô hình nuôi ốc bươu đen, nuôi nhím, nuôi ong lấy mật, trồng cây vú sữa liên kết với tập đoàn Quế Lâm, thành lập 4 tổ hợp tác, 7 tổ hội nông dân nghề nghiệp. Ký hợp đồng ủy thác với các ngân hàng cho 2.405 hội viên vay vốn với tổng số tiền 257 tỷ đồng, giúp hội viên đầu tư vào chuyển đổi cây trồng vật nuôi, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.